Trường Đại học Fendica vừa tham gia ngày tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng năm 2024 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, chương trình do báo Tuổi trẻ và vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Tại ngày tư vấn, các phụ huynh và học sinh có thể trực tiếp đặt câu hỏi và các chuyên gia trong ban tư vấn, gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện một số trường đại học cao đẳng sẽ trực tiếp giải đáp. Ngoài ra, phụ huynh và học sinh có thể tìm kiếm, tham khảo thêm thông tin từ các cơ sở đào tạo ở hơn 150 gian tư vấn đến từ các trường học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó, giúp các bậc phụ huynh, các em học sinh có cái nhìn tổng quan về sự đa dạng của bậc học, ngành học, môi trường đào tạo của từng trường. Bên cạnh đó, các em có thể tìm hiểu thông tin du học, chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở các trường trong nước và nước ngoài. Trường đại học Fenica là một trong những đơn vị tham gia ngày tư vấn, nhận được nhiều sự quan tâm từ phía phụ huynh, học sinh nhờ hệ thống ngày đào tạo mới phù hợp với nhu cầu thị trường lao động trong những năm tới. Đặc biệt năm học này, trường đại học Fenica hướng tới tập trung tuyển sinh ở các địa phương đang phát triển đa ngành nghề, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, chính sách học bổng thu hút nhân tài cũng được Fenica triển khai mở rộng tới nhiều đối tượng học sinh. Nhà trường mong muốn đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chính các địa phương.